Đây, một là các bạn có khi mà các bạn dàn thử ấy, thì các bạn có thể copy một cái nội dung ở đâu đấy, hoặc là các bạn có tệp Word rồi. Còn nếu không ấy thì chúng ta khi mà chúng ta dàn dàn theo kiểu gọi là đang tìm kiếm một cái cấu trúc, đang tìm kiếm một cái gì đó, thì các bạn nên lấy một cái đoạn văn bản như thế này. Đây là đoạn văn bản mẫu mà tất cả những người làm design người ta thường hay sử dụng. Các bạn gõ cho tôi cái vào vào Google, vào trình duyệt, các bạn gõ cho tôi cái từ này. Đây này, chỉ gõ cái từ lorem này. Đấy. Như thế này. Đó, lorem ipsum hoặc là cái này. Cái này nó sẽ cung cấp cho các bạn một cái tệp mẫu, một cái đoạn văn bản mẫu. Nó chả có nội dung gì đâu, nó chỉ là một tổ hợp của những cái ký tự mà nó sắp xếp trông rất giống như là đoạn văn nhưng nó không phải là đoạn văn. Đấy, các bạn mở nó ra thì nó sẽ cho các bạn một cái đoạn văn bản dạng như thế này. Đấy. Các bạn có thể copy một cái đoạn văn bản kiểu như thế này, dài ngắn thì tùy đó. Nó đều là những cái đoạn mà trông rất giống như văn bản nhưng nó chả có nghĩa gì cả. Đấy, copy như thế này, sau đó thì các bạn vào đây các bạn dán vào thay thế cho đoạn văn bản thực sự. Cái này thì những cái trường hợp mà chúng ta làm là những cái đoạn mà tìm kiếm bố cục hay tìm kiếm ý tưởng thì người ta hay làm như thế này. Đấy. Thế thì cũng không nhất thiết là chúng ta phải có cái văn bản thật, đúng không? Đây là demo thôi nhé, những cái dạng demo thì các bạn cứ lấy văn bản dạng như thế này xong. Đấy, một đoạn này cứ dán đi dán lại, dán đi dán lại là xong. Đấy, quy tắc để lấy một cái đoạn text mẫu là như thế này.